Cung đấy chỉ có gặp Kata hồi nãy thì xoắn, gặp Kata hồi nãy là xoắn đít. Gặp ông Kata, Kata của tôi hồi nãy Yumi vô mổng cung. Nó nhảy vô, nó xoáy nửa giây chết mẹ cung hết luôn. Thì tập 2, ok, ok. Hôm nay có lời điểm rồi. Giá đấy tốt, được. Giả vờ AK. Qua đây đi. Lật. Ra được Blitz thì nói làm cái đéo gì nữa, tiền đâu, có tiền đâu. Nó ra được Blitz thì thủ Blitz rồi, kéo được con vay lại thắng luôn, easy. Nó ra Blitz có gì đâu, thay con Na là xong chứ. Vứt vô ngay xong. Lượng tiền meta này nhìn chán vãi. Should fear me. Chơi cái nem cũng mà 6 lùn đúng mét, 6 lùn thì thằng cung hồi nãy gặp 6 lùn thì nó bó tay ấy. Bắn lâu. Bắn không chết nổi. Trời, thằng đấy là gặp rồng cùi thôi. Chứ thằng vay đấy mà gặp con rồng xịn thì hộ cái á xì cái chết luôn. Rồng đấy là rồng cùi. Rồng hit là one hit. Vay là cứ phải đại bác, phải cuồng đao, thêm cái diệt khổng lồ nữa. Nó bắn là không thằng nào chịu nổi. Bà nội nó bán máu, gặp thằng bán máu kinh hơn. Lý tôi vứt Han Camille ra. Han Camille với Kitana. Nó bán thua trắng luôn. Vãi rồi. Nóng quá nóng, đập chúng mày luôn. Nóng dễ sợ. Nóng thiệt. Nóng. Nóng. Đấm luôn. Thấy cái đạp, cái xe đi lùn, vãi lẹ.
Vãi lì lầy ạ. Vay cân được không? Cân được, vay cân được. Đấy có 3 AP, con Venga chọn cái chết mẹ là cân gì nữa. Vãi rồi đó, vừa vô lực được thìa. Xong ra cái gang đối tập ghép lùn luôn. Lầy vậy. Thật điên lầy vãi nồi. Bán mẹ con này đi. Để làm gì. Nhưng mà Blitz để ra. Lỡ thua thua luôn chứ sao. Lỡ thua một round để thua luôn lượm đồ chứ. Thì khổng lồ là cung với BF ạ. Đó, 92 máu nè. Hey, lưu lưu mấy thằng cần găng đấu tập không có, lưu lưu. Chia đi bay. Giận. Giận là bữa. Cái thằng đấy vừa mới chơi lùn nữa đâu. Này thì Châu. Bạn có thấy mình đang bui theo cái đứa hướng gì không? Hoang dã đấy. Bạn ghét đồ lùn là chắc ăn bạn chơi lùn rồi. Bạn có thấy mình đang theo hoang dã không? Tí mà đấm đéo hút phát nào này. Cáu vãi lên. Ba solo giữa vay và chip. Các hùng kia vay. Được. Ừ. Hay em em. Hợp lý vay là luôn. Một máu. Vâng. Một cú gọi là apply. Một máu đến từ vị trí của vay. Rất kinh. Rất thuyết phục. Bỏ bởi lít hơi phí. Nhưng mà bỏ bởi lít để gắn con này vào. Đánh mà thôi. Okay. Should fear me.
chán vậy? Em phải băng giá. Thôi, muốn ghi lấy hai cái găng đốt tập. They will be purified. Hợp lý luôn. They will know regret. Trời ơi. Thời nào mà cũng chơi các sát thủ. Thời nào rồi cha? Thời đại 9.19 là còn các sát thủ. Dark should fear me. Here comes the boom. Precision and grace. Time to strike. Justice will be served. On the throne. Ván này mình chẳng phụ thuộc con Na đâu, nó ra hay không thì mẹ nó. Tí buồn buồn tôi ghét cái ma vũ song kiếm cho thằng vay. Ôi, thế rồi. Mấy cái thằng luôn cái khóa hình này, chết hết. Bốn hoang dã, một con vầy là hết 5 slot, một con dây là 3 hoang dã, 6 slot, một con vi, một dây một vi là ok, 3 hoang hình, ok luôn, hay không nghe sao được, hợp lý. Một cái diệt khổng lồ nó bắn cho test ít. Có một cái diệt khổng lồ đây anh em ạ. Bắn test ít. Hoang dã lùn được. Biết đâu mẹ rau này rất thìa biến vay thành lùn. Cầm hai món này với cái lùn. Đúng không? Rồi, thêm cái BM nữa Kenan rất thiệt thần.
Đó, Gnaa ba lùn, bốn hoang dã ba lùn. Ê, hợp lý. Kennen Gnaa combo combo kèm theo vay đứng bắn. Mà nói thiệt đồ này bắn là hiệp sĩ, hiệp sủng nó không quan tâm luôn ấy. Hiệp sĩ, hiệp sủng cũng nát ấy. Cắn, cắn nó. Cắn nó, quá thằng con Raven này nguy hiểm quá. Cuồng cung nữa bá đạo, cuồng cung đâu ra, đại bác là ngon nhất. Bốn hoàng giả đại bác là ngon nhất. Ahri không phải Ahri ta. Ahri rủng đâu ta. Cái gì khổng lồ bắn 5% máu tối đa. Đấy, bắn 3 phát đi, cứ bắn 3 phát 15% cộng với cái này 19% là 34%. Thì các bạn cứ nghĩ vậy đi, 3 phát 34%, chưa tính đam tay, chỉ tính 5% máu. Mà con vay nó bắn thì nhanh. Đấy. Thêm 3 lần đam tay, 3 lần 160, 3 lần là 408. Đấy, là bạn cứ hiểu này. Ăn 480 đam cộng với cái đấy nữa thì nó như nào. Rồi. Nãy giờ là không có bốn hoang dã thôi. Hết round này là bốn hoang dã xuất chuồng. Bốn hoang dã. Nó bắn thì ít có yếu lắm. Yếu lắm. Vì khổng lồ là cùng với BF đấy. Vừa giải thích xong, vừa ghép xong mà các bạn còn không nhìn à. Mình vừa mới ghép cùng với BF xong. Coi như một con tướng nào tốc độ đánh cao cầm cái dịch khổng lồ bằng một con vay ba. Nó ra đồ này, thành ra vay nó cứ đuối đuối dữ vậy á. Ôi. Ôi. Ôi ngon nè. Ngon nha. Ừ ngon nha. Ngon nha. Đồ này cho con Kennen ấy. À quên, cho con Gnaa ấy. Là cho Rengar cũng được. Bây giờ mình vứt cho Rengar tạm đi. Tí mình đổi Gnaa. Này mình vứt cho Ahri ta. Tí mình ném bỏ Gnaa vô và vứt mẹ Ahri ra chứ nhỉ. Đâu có đủ 3 AP đâu. Thôi từ từ đi. Giờ mà ra thì cùng cung nữa thì sao ta? Cùng cung nữa thì gắt nhỉ. Ôi ôi, nó bắn kìa. Bắn nát hả? Metal is harder than flesh. Bắn tướng bằng phím E nha bạn. Đó, rồi mình bây giờ là mạnh lên. Cần làm beat gì đó. Không ai đụng hết. Hebro xong giờ, từ nãy giờ đâu ai đụng đâu. Mình nghĩ là nên cho một cái đại bác nó đứng gần con Blitz nó cover cho nhỉ. Cái đại bác nó đứng bắn cho nó đã. Ui, cho gắt 2 kìa. Trời, mà nó bắn 3 cái chết luôn. Trời ơi, chó mà nó bắn như con chó luôn. Trời ơi má, tỉnh dậy bắn cái 600 đam chết luôn. Nó bắn chó như con chó luôn.
rồng rũng bị kéo. Về không anh em? Chỉ cần hai baron anh chỉ biết mà Blitz nó kéo thỏa má. Blitz thương ghi trong skill kéo còn xa nhất mà em còn hỏi anh chỉ cắt Blitz kéo để anh cũng quỳ em ạ. Anh đéo biết nói gì với em luôn. Găng đấu tập của bọn này nó chê trời. Trời găng chê kìa. Thôi để bác vay đi, vay để bác bắn cho thích các bạn ạ, đỡ phải di chuyển. Giờ Gna ra đây. Bấm chết nhé, thằng Lulu vào là xong. Gna ra đây. Này thì lùn. Hồi nãy thằng này chơi lùn này. Lùn từ đầu game này, lùn. Bắn phải gọi là đéo hụt phát nào nữa, lùn. Đấm cho lùn đéo hụt phát nào. Chơi lùn với tôi á? Lùn với chúng tôi à? Dạ, chơi lùn với chúng tôi à? Kéo vai kìa. Con ghé này mày làm cái gì tao đấy? Hả? À, ông Musa Blitz kéo vai kìa. Rất tiếc. Lùi con này đi xuống không cho nó kéo. Thằng này có xài tim băng. Nhưng mà bây giờ tí nữa mình nhét con Kennen rất tinh thần vào là nó toàn. Mình có thủ Kennen mà. Có thủ Kennen để làm gì? Tính kéo. Bây giờ mình cứ yên tâm úp chết thôi chứ chả phải làm gì hết. Từ từ. Con Warwick mà lên 3 thì cho nó hai cái găng tay luôn. Hai cái găng. Giờ ra thêm cái găng là ném Warwick hai cái găng với lại một cái. Bây giờ ra thì ghép lùn nè. Ghép qua quýt thành lùn. Có bi ép à? Có quýt rồng rồi nè. Có cái bi ép á. Trời ơi. Hai găng tay. Một Solari. Hai găng tay qua quýt. Gna tí. Gna cầm Solari. Hai găng tay cho qua quýt đi. Gna thì cầm Kennen Solari. Găng tay qua quýt. Có quyết gần 3 rồi mà, cho nó đi. Rồi, Kennen Solari. Thằng này xếp lên trên thưởng luôn đi. Chết thôi, sao đâu, coi như tăng cơ. Cái đéo gì đó, nón nũng gì đấy. Có quyết 3 nè. Đáng đánh.
đéo đánh đéo được. Ê quá, ba đổi đồ khác luôn kìa. Cái này là đáng đánh. Quá đáng đánh. Chết luôn con nè. Thôi rồng với da rồng. Rồng cái dê. Lấy Bobby nè. Ready hammer. Quá quyết lỗi à. Hai ván nó lấy nguyên một đồ à. Hay nó không lấy đồ luôn. Ai nói lỗi? Mình thế thôi. Let's see what they're made of. Này là Ali. Thôi, thêm con Ali nữa vui rồi. Là đội hình vàng khè. Vàng tré. Thôi cho Bobby ra đi, Lulu làm gì? Mình cứ chơi 3 AP đó. Thì biết đâu đi rao lượm đồ á, lượm được Yumi á, cho Gana. Thì mình sẽ thấy con Ari vào thay con Renega. Thấy con Lulu vào thay con này là được 3 AP luôn. Blitz không có Blitz cover mà. Đâu chết nổi tôi đâu. Tôi còn nguyên quân quýt 3 với con Gana nữa này. Rồng khạc sao chết nổi vay. Rồng khạc khi nào chết vay. Hello. What a pity. Kinh đấy. Mà vay bắn chết nha. 7000 mấy trăm đam. Vay này tanh tụng đấu sĩ hóa hình gì nó bắn hết. Bắn không mua phát nào. Đồ offset. Mất. Nè, cái này này ngon. Cái xa không biết có được lấy không. Dê ke cũng ngon kìa. Nó xét cũng được. Rồi, mất rồi. Mất luôn rồi. Vũ băng nó xét cái này công. Cái này cho Na nhanh hóa hình. Để nó xét ta. Để nó xét cho cái nen đi. Nó có thêm tí AP đó. À ừ. Ready hammer. Nó xét cho cái nen nó có thêm tí đam. Vũ ra ngoài tăng đi. Trời má, hút kiếm, kiếm súng luôn. Siêu hút máu cô tết. Warwick cô tết. Rồi. Ông có lóc thì ông không lóc thì ông cũng chết thôi. Ông có sống được đâu. Lóc cái gì mà lóc. Chả cần vay còn chưa cần làm gì nữa. Team làm hết. Vay chả cần làm gì luôn này, thấy không. Vay còn chưa kịp đụng. Mình không buồn chứ mình buồn. Mình ốc chép này mình cho thêm con dây đó là vui.
Ai ngon này, sắp gai với cái này. Hồi khốn nạn. Mình buồn buồn, mình ấp chết lên, mình cho con dây vào này. Rồi mình bán có bà mẹ có bà lít đi này. Bán mẹ bà lít thay con Vi vào, khóa đồ bao hóa hình luôn bây giờ. Buồn. Chọc tôi buồn là tôi hơi... Chọc tôi buồn là vui luôn đấy. Vui với tôi luôn đấy. Chọc tôi buồn là hơi khốn nạn đấy. Đừng đùa. Nói rồi, tí tôi kẹp Kennen vào là ông cũng nát à. Nói mà. Tôi kẹp Kennen, tôi kẹp lùn vào theo làm gì thôi. Đây. Nói rồi. Chơi với ông tôi kẹp Kennen với lùn ông làm gì thôi. Chả làm gì được cả. Phải cái nồi hiệp sĩ, được luôn. Đang chơi Bobby, được luôn, bán Lulu luôn, bán Ari luôn, đéo thèm đấy. Được luôn, để nguyên đội hình. Hiệp sĩ cho Gna đi cho nó trông. Thôi, má ơi, nón phù thủy 570 đam cộng chí mạng kỹ năng. Gắt, gắt bắt lên. Trời, thằng này nó tính là nó tính chơi tôi. Một thằng Blitz nó kéo con Ali, một thằng Blitz nó kéo con này. Để làm gì? Để nó hội đồng con vay. Nhưng mà làm gì có hội đồng được, khó lắm. Dễ hội đồng quá. Rồi đôi na hai cái kiểu đi cái. Cái này na còn một. We are at war. Do not forget it. Buồn rười rượi luôn ấy. Chán thế, chán vui lắm thế. Let's see what they're made of. Bobby hai cái nào? Sẽ quên nhiều vậy. Sẽ quên hai mình thay cái Blitz được ấy. We are at war. Do not forget it. Lại nữa. Lốc vay cơ. Ông để nào đấy, ông lốc vay là lấy con gì mà hết con vay về. Alo. Ông để nào hết vay là lấy con gì hết. Lấy cái con gì mà hết con vay về. Không có đánh được đâu mà cứ suốt ngày lốc vay. Cứ cắn lốc vay đây là gì ấy, để nguyên vị đội hình luôn đấy. Sở nguyên 2 luôn rồi đấy. Ba con mợ nó hóa hình luôn này. Cứ để con TF đấy. Kiếm người Na 2 xong để tiền. Trời má lắm sở nguyên vậy. Lắm sở nguyên quá rồi đấy. Bobby nè. Lên nổi lên game 3 không ta. Game này chắc end tới nơi là không lên nổi chết đâu. You should probably take cover. Kinh nha. Tôi chưa buồn nữa đó. Tôi buồn tôi bán Na, tôi đưa đồ Na cho Sway là bất tử ấy. Chẳng qua là chưa buồn thôi. Đừng chọc. Chọc buồn là hơi mệt đấy. Chọc buồn là vậy nè. Có khóa đồ à? Chắc buồn là vậy nè. Đó. Vậy nè. Đó. 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 Chắc buồn là chơi vậy đấy.
chắc buồn là Sway này cũng bất tử. Mẹ chơi gì? Rồi, thêm thằng nữa chết rồi. Này vô nữa cho Sway nè. Này 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 này, cái này cũng được. Đó, cho nó lấy đi. Mình lấy cái này cho con cái nen này. Ôi, cho luôn Sway chứ, cái nen chí trời. Cái nen dễ chết hơn nhỉ. What they're made of. Này còn lên na đi ba. Ui thôi, ông này ông lóc ai đây? Thôi đánh với ông này cho con nào cũng thắng. Thôi thì win mẹ đây, đi chi? Đánh ông này ông chơi cái gì? Ông muốn chơi cái gì? Ông muốn lóc ai để ông lóc? Lóc đi. Đó, lóc bù quýt đấy, lóc bù quýt luôn đấy. Muốn lóc ai để lóc, muốn hết ai hết. Một mình có Sway nó cần ấy. Hết ván, bỏ bay ra luôn. Hết ván, bỏ bay ra nè. Bắt Kata nè. Đó. Chết đi. Giỏi vãi lề. Bắt sở quên nhiều thế. Lúc kiếm không ra. Thì nói đâu buồn ghê, hết muốn mở nhạc luôn, để hết muốn mở nhạc luôn. Rủ solo thì nói một câu đi, để tôi mẹ tôi bán hết tướng đi. Rủ solo chát lên câu solo anh ơi đâu. Thôi nghỉ nha, nay nghỉ sớm tí, nghỉ sớm hơn 20 phút rồi.